Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, sức gió vùng gần tâm bão Trà Mì hồi 1 giờ ngày 24 tháng 10, mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Chuyên gia dự báo diễn biến cơn bão này rất phức tạp khi đi vào khu vực vùng biển nước ta. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 1 giờ ngày 24 tháng 10, vị trí tâm bão Trà Mì ở vào khoảng 17,2 độ vĩ Bắc, 122,4 độ Kinh Đông, trên đất liền phía đông đảo Luzon, Philippines sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 cấp 10 giật cấp 12 bão di chuyển theo hướng tây tây bắc Cơ quan khí tượng Thủy Văn dự báo bão di chuyển theo hướng Tây đến khoảng 1 giờ ngày 25 tháng 10, bão đi vào Biển Đông với sức gió mạnh cấp 9 giật cấp 11 và hoạt động trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Đến khoảng 1 giờ ngày 26 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, cách quần đảo Hoàng Sa 510 km về phía đông, sức gió mạnh cấp 10 giật cấp 12 và hoạt động ở khu vực Bắc Biển Đông. Sau đó bão Trà Mi tăng lên cấp 11, cấp 12 giật cấp 15 vào khoảng 27 tháng 10 và hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, sau đó khả năng đổi hướng Tây Nam và di chuyển chậm lại. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão sóng cao 5 đến 7 mét, biển động rất mạnh. Nhận định về cơn bão, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia thời tiết dự báo bão sẽ đi qua khu vực biển Đông của Việt Nam trong hôm nay và sẽ mạnh lên với vận tốc gió gần tâm bão khoảng 100 km/h khi tiến vào khu vực quần đảo Hoàng Sa ngày 25 hoặc 26 tháng 10. Cùng thời điểm này, phía cao nguyên Tây Tạng đang có không khí lạnh tràn về phía Nam, kèm theo khí áp cao lục địa trong hôm nay, bão thoát khỏi khu vực núi đồi cao Luzon, Philippines và sẽ mạnh lên, nhưng đến 26 tháng 10 sẽ gặp không khí lạnh và khí áp cao từ phía bắc tràn xuống, nên sẽ có hai kịch bản xảy ra. Kịch bản thứ nhất là khi bão vào gần bờ và ngày 27 tháng 10 sẽ giảm cấp gió xuống còn khoảng cấp 8, cấp 9, sau đó suy yếu thành vùng áp thấp gây mưa lớn ở bắc trung bộ trong giai đoạn từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 10. Kịch bản thứ hai là khi bão vào gần bờ ngày 27 tháng 10 sẽ tương tác với không khí lạnh và bị khối áp cao áp đảo nên quay ra và yếu đi. Tuy nhiên, khi quay ra và khối áp cao biến mất thì bão có thể tiếp tục đi vào bờ trong các ngày đầu của tháng 11. Ông Huy cho rằng đây là một cơn bão xuất hiện khi có nhiều hình thái thời tiết diễn ra cùng lúc nên đường đi của bão sẽ rất phức tạp. Thưa quý vị, bão nhiệt đới Christine hay còn gọi là bão Chami, đã đổ bộ vào tỉnh Isabela của Philippines vào sáng sớm ngày 24 tháng 10, gây ra nhiều thiệt hại. Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, Bagasa, thông báo bão Christine đổ bộ vào thành phố Divilancan vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 24 tháng 10 theo giờ địa phương. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20 km h Bagasa cũng cảnh báo về nguy cơ mực nước dâng cao đến mức đe dọa tính mạng. Mực nước dâng cao do bão có thể cao hơn 2 mét so với mực nước thủy triều bình thường ở các địa phương ven biển Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Bangasinan, Cagayan, Isabela, Jambalese và Aurora trong 48 giờ tới. Bagasa dự báo sau khi đổ bộ vào tỉnh Isabela, bão sẽ băng qua các địa hình đồi núi của Bắc Luzon và xuất hiện trên vùng biển phía tây của khu vực Ilocos vào chiều mai. Christine có thể rời khỏi khu vực dự báo của Philippines vào ngày 25 tháng 10. Dự báo bão dần mạnh lên thành một cơn bão nhiệt đới dữ dội trước khi đổ bộ vào đất liền. Bão sẽ suy yếu đi khi đi qua Bắc Luzon nhưng có thể tăng cường trở lại trên Biển Đông. Trong bản tin cập nhật vào lúc 5 giờ sáng cùng ngày do Bagaza đăng tải, bão Christine dần giảm tốc di chuyển về hướng phía Tây Bắc qua Bắc Luzon. Tâm bão dự báo ở gần Tumautini, Isabela. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão là 95 km h giật lên tới 160 km h Theo ABS-CBN, ít nhất 14 người thiệt mạng và hàng ngàn người buộc phải sơ tán do bão Christine. Biến động thời tiết cũng khiến nhà chức trách đình chỉ các lớp học ở đảo Luzon. Các hoạt động làm việc và kinh doanh cũng bị đình trệ. Những ngày qua, dù chưa đổ bộ, nhưng cơn bão đã gây ra lũ lụt, lở đất, mất điện tồi tệ ở nhiều khu vực của Luzon, Visayas và Mindanao hoạt động đi lại trên biển bị đình trệ, hàng trăm hành khách và tàu thuyền bị mắc kẹt tại các cảng biển. Ngành nông nghiệp của Philippines có thể phải chịu một đòn giáng khác khi Bộ Nông nghiệp ước tính bão Christine có thể gây thiệt hại cho hơn 1 triệu hecta đất nông nghiệp, chủ yếu là đất trồng lúa. Mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai ứng phó với mưa lớn và bão trà mì. Theo đó, đối với việc ứng phó bão Trà Mì, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị sử dụng hệ thống liên lạc hiện có thông tin, thông báo cho thuyền trường các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết về diễn biến của bão Trà Mì để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Thông báo yêu cầu tất cả các tàu thuyền hoạt động tại khu vực phía Bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa không được chủ quan và nhanh chóng di chuyển để tránh trú, tổ chức kiểm đếm các tàu thuyền đang hoạt động trên biển quản lý chặt chẽ việc ra biển hoạt động của các tàu thuyền, sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu. Trong khi đó, đối với ứng phó mưa lớn gây ra nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và ngập úng vùng trũng, Phó Chủ tịch Trần Hoàng Tuấn yêu cầu thông báo kịp thời đến người dân trong khu vực nhằm chủ động các biện pháp ứng phó, tập trung kiểm tra, ra soát kịp thời và huy động lực lượng tổ chức sơ tán, di rời các hộ dân vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn theo phương châm bốn tại chỗ được phê duyệt trong phương án của địa phương đơn vị sẵn sàng tổ chức lực lượng để kiểm soát hướng dẫn giao thông cảnh báo nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính kiểm tra giả soát triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các hồ chứa và vùng hạ du đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ hồ thủy lợi đang bị xuống cấp nhất là các hồ chứa đã có biểu hiện nguy hiểm bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết theo dõi và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra kiểm tra công trường và chỉ đạo chủ đầu tư các công trình đang thi công đặc biệt là công trình trên sông suối vùng ven biển chủ động tổ chức các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình và người lao động đồng thời văn bản yêu cầu các địa phương đơn vị thường xuyên cập nhật tình hình công bố triển khai tại các địa bàn tỉnh thiệt hại nếu có báo cáo về ủy ban nhân dân để theo dõi chỉ đạo Trước tình hình cơn bão Trà Mi đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh miền Trung, tỉnh Quảng Nam là tâm bão, chiều ngày 23 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng chủ trì buổi làm việc với các sở ngành địa phương chủ động lên phương án chủ động phòng chống. Báo cáo tại buổi làm việc, giám đốc Đài khí tượng Thủy văn Quảng Nam tỉnh, Trương Tuyến cho biết, lúc 13 giờ ngày 23 tháng 10, cơn bão Trà Mi có vị trí tâm bão vào khoảng 16,2 độ vĩ Bắc 123,6 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 75 đến 88 km/h, giật cấp 11. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, tốc độ vào khoảng 15 đến 20 km/h, cường độ cấp 12, giật cấp 15. Dự báo đường đi của bão mạnh diễn biến khá phức tạp, khó dự đoán, có thể đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Quảng Nam. Cấp độ rủi ro được đánh giá tương đương với cơn bão Molave vào năm 2020, dự báo sẽ gây ra nhiều thiệt hại cho tỉnh Quảng Nam. Đại tá Nguyễn Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay tổng số tàu thuyền đang hoạt động trên biển là 54 tàu, trong đó tại khu vực vùng biển quần đảo Trường Sa 50 tàu. Khu vực vùng biển quần đảo Trường Sa có 4 tàu cá đang hoạt động trong vùng nguy hiểm. Dự kiến chiều ngày 24 tháng 10, 4 phương tiện này sẽ vào bờ về biện pháp triển khai ứng phó cơn bão trà my theo đại tá nguyễn tiến hiển đơn vị đã triển khai kiểm đếm thông báo bão trực tiếp đến các phương tiện có năng hoạt động trên biển qua các kênh như điện thoại vệ tinh đồng thời yêu cầu các phương tiện nhanh chóng di chuyển vào khu vực an toàn tổ chức bắn pháo hiệu thông báo bão tại khu vực cù lao tràm cửa đại mỗi đêm bắn hai lần bên cạnh đó đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương ra soát triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đối với phương tiện đậu tại bờ tại các lồng bè trong khu vực nuôi thủy sản yêu cầu tất cả người dân rời khỏi phương tiện lồng bè khi bão vào Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Biểu cho biết, ba năm nay tỉnh Quảng Nam không có cơn bão lớn, người dân sẽ chủ quan lơ là trong công tác phòng chống bão trà mi. Do đó, lãnh đạo các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, nêu cao tinh thần toàn dân phòng chống bão để giảm thiệt hại về mức thấp nhất. Mưa lớn sẽ gây ra tình hình sạt lở lũ quét, vì vậy 6 huyện miền núi phải chủ động sơ tán dân khu vực nguy cơ sạt lở lũ quét. Các đơn vị liên quan đảm bảo liên tục tại trung tâm tại tỉnh với các địa phương nghiêm túc thực hiện phương châm thôn giám sát thôn, xã giám sát xã, thường xuyên báo cáo thường trực ban chỉ huy để có hướng chỉ đạo chủ động ứng 응 phó với bão Trà Mi. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Dũng nhấn mạnh, theo dự án hướng đi của bão Trà Mi thẳng vào miền Trung, Quảng Nam là tâm bão, rút kinh nghiệm những năm trước một bộ phận người dân lơ là dẫn đến bị thiệt hại nặng, đề nghị các sở ngành địa phương không được lơ là chủ quan mất cảnh giác trong phòng chống bão. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Dũng yêu cầu cấp ủy đảng chính quyền địa phương theo dõi diễn biến chỉ đạo sát sao phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương tăng cường kiểm tra thực hiện phương châm bốn tại chỗ đảm bảo lương thực tại chỗ công cụ để ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai kịp thời trong đó các địa phương tập trung di rời dân ở những khu vực sung yếu ven biển miền núi có nguy cơ sạt lở ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo dõi, thông báo thường xuyên diễn biến của bão để người dân có ý thức, hiểu được tầm quan trọng của phòng chống bão, bộ đội biên phòng thông báo thường xuyên tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn, lực lượng công an dân quân thường trực sẵn sàng trong phòng chống bão. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.